đến từ câu lạc bộ Anh Em Boxing Muay Thái, huấn luyện viên ông Nguyễn Hữu Kim. Và về phía góc tay đó, chúng ta có Đỗ Lê Hoàng sinh năm 2000 đến từ câu lạc bộ võ thuật Fitness Gym HP Club, được huấn luyện bởi giáo sư Phan Văn Đào. Không được không tuân thủ lệnh trọng tài. Tiếp đi. Tiếp.